Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, so beautiful in white, and from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah. When she falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in cao.
xanh thắm tinh
nhau dưới biển mà trên nó nở vẫn tìm. Ô, thương nhau thì mầm bánh buồn cao cũng nên duyên. Biết nhau đúng gặp bên đường, bên nhau ngay thật sáng chiều. Thương nhau thì ta biết để đâu chứ cho vừa chẳng tham áo xôi nhà cao, mà chỉ tham anh chút công danh về sau, về sau, đi về sau.
tất cả các cụ, ông các bà. Kính thưa toàn thể các cụ, ông các bà, các bác, các anh, các chị và các cháu của bốn họ trong gia đình nhà ta. Qua thời gian tìm hiểu của cháu Tuân và cháu Ngọc, hôm nay là được giờ tốt, ngày tốt và năm tốt, thì gia đình nhà ông bà Lợi và họ nhà trai chúng tôi là có sửa lễ sang để lễ gia tiên. Cũng là đầu xuân năm mới, là cho chúng cháu được phép thay mặt cho họ nhà trai xin gửi tới tất cả toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và các cháu xuân mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Cháu xin chân thành giới thiệu về phía đại biểu cho họ nhà trai. Về đây có hai cụ đây, là tức là cháu Tuân gọi bằng ông ạ. Thế là còn đây là ông bà Lợi sinh ra cháu Tuân. Còn đây là bà gọi là bác, tức là cháu Tuân gọi bằng bác, là chị gái của ông Lợi ạ. Thế và toàn thể anh em chúng tôi là trong đội tổng của gia đình, là xin chân thành để giới thiệu để các cụ được biết, vì đường xá xa xôi, một số cụ cao tuổi trong họ, trong gia đình cũng không đi được, để mong các cụ là thông cảm. Báo cáo với các cụ là qua cái thời gian tìm hiểu của các cháu, được sự đồng ý của hai bên gia đình, nhất là các cụ là ngoại cũng đã hoàn toàn nhất trí và vui vẻ để mà xây dựng hạnh phúc cho các cháu. Hôm nay gia đình chúng tôi, tức là gia đình ông bà Lợi, có sửa lễ sang để lễ gia tiên. Thì chúng tôi xin phép các cụ, là báo cáo với các cụ là cho phép để hai bà thông gia được trao lễ và nhận lễ ạ. Thế là xin mời bà Lợi. Các bà, qua một đại biểu nhà trai thì đã ý kiến, thế là cái hôm nay cũng là cái buổi đại lễ ăn hỏi, thế là của cháu Ngọc, thì tôi là đại diện, thế là bên nhà gái xin chấp nhận lễ, thế là cũng xin phép hai họ, thế là cái này để chúng tôi xin để làm lễ gia tiên nữa. Tôi sẽ giới thiệu, tức là hôm nay rất đầy đủ, tức là các ông các bà
tất cả những các cô thì chú bác anh chị em tức là của cháu Ngọc và gái cho tôi hôm nay không chơi. Tức là hôm nay tôi là trong đó tức là cả có ông nội, ông ngoại và bà ngoại tức là của cháu Ngọc. Thế là qua một thời gian tức là hai cháu Ngọc và Tôn trong đó thì tôi là quá dài đến đây nhà đã sẽ qua, còn lại hai chúng ta. Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào. Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say. Nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em cùng giấc mơ tuyệt vời. Những bước chân lặng. Đồng ý để cho các cháu xây dựng hạnh phúc trăm năm. Thế thì cho phép cháu là thay mặt của ông bà nội và họ nhà trai là xin báo cáo với các cụ như thế này ạ. Tức là bên nhà trai cũng muốn xin ý kiến các cụ là vào ngày mồng 6 tháng riêng, tức là tháng 2 nhá, và là vào khoảng thời gian ấy, thì vào khoảng là từ buổi sáng sang tối, cũng xin phép báo cáo với các cụ là cũng cho phép là nó du di một chút, tức là chúng cháu xin phép là được là sang để đón cháu vào thời gian tức là từ 12 giờ đến 1 giờ vào ngày mùng 6. Thế thì để xin phép các cụ là để cho ông bà Lợi và họ nhà trai có cơi trầu để xin được lễ gia tiên, báo cáo với các cụ để hôm nay được đón cháu vì đường xá xa xôi, mong các cụ cũng thông cảm và bỏ qua cho ạ. Thế là xin báo cáo các cụ như vậy ạ. Tất cả cụ của ông bà qua những chén đại tức là đúng là ông bà cháu tổ chức trong năm của các cháu thì tất cả đại diện đại gia ý kiến thế là đón dâu từ 12 giờ. Thì cái này tôi đã nhận nhà gái, cái này cũng nhất trí ý kiến của nhà trai. Thế là cái này cũng xin mời tất cả những các vị các bà sau này ông bà mình tức là mời các đại biểu nào thì đến hội ý, tức là thời gian là 12 rưỡi tức là trưa mùng 6 là phải có mặt để tức là đưa cháu Ngọc về nhà chồng. Thế là cái này phần chúng tôi cũng nhất trí ý kiến của nhà trai. Cho cháu xin phép là cảm ơn ý kiến của các cụ nhà gái đã đồng ý và chấp nhận cho nhà trai được ngày tháng và thời gian như vậy. Thế cháu xin báo cáo với tất cả các cụ cái này về chương trình để mà đưa đón cháu thì là cháu xin báo cáo với các cụ như này, tức là qua trao đổi của hai bên gia đình cũng để tiện cho cái việc mà tổ chức hạnh phúc các cháu được trăm năm được tốt đẹp. Thì là ông bà Lợi cũng và ông nhà trai cũng xin là báo cáo với các cụ và ông bà bên nhà đây á, là lo rút cho một chuyến xe. Thế còn về kinh phí thì ông bà Lợi là xin phép các cụ là được trực tiếp để gửi ông bà và các cụ bên nhà gái lo giúp ạ. Thế nên chúng cháu xin thông báo như vậy để mong được các cụ được đi đưa cháu về nhà chồng được
đầy đủ. Cháu xin cảm ơn ạ. Ngọc quá. Tôi có khép qua vừa rồi đại diện đại gia, tức là tôi ý kiến, tức là hiện giờ có nói con giờ của mình, tức là chuẩn bị một chuyến xe. Về cái này là từ tôi cũng rất hoan nghênh tinh thần, tức là mình đã bố trí tất cả rất rất, tức là tạo điều kiện vấn đề để cho đoàn nhà gái chúng tôi, tức là như hôm nay đưa cả nhóm học về đây làm đại gia để những buổi trong năm tốt. Hoàn toàn nhất trí. Xin cháu Ngọc và xin các phụ huynh và bố mẹ sinh cháu Tuân. Và tất cả nghi lễ, thủ tục đáng lẽ ra thì theo phong tục tập quán của mỗi một địa phương một khác. Nhưng về thời thế hiện nay thì là đều là thông cảm, hai gia đình thông cảm cho các cháu vì hạnh phúc trong năm. Cho nên là về nghi lễ tổ chức hạnh phúc trong năm của hai cháu thì nếu nói về thủ tục nói thì báo cáo các phụ huynh và là đáng nhẽ làm từng bước một là có cơ sở ăn hỏi, cơ sở xin cưới và cơ sở đại lễ và sau khi tổ chức cái ngày trăm năm của các cháu. Thế thì chúng tôi xin báo cáo là ngày hôm nay là gia đình ông bà Lợi và quan họ nhà cha chúng tôi đưa nghi lễ đến đây là phần thứ nhất là nghi lễ về ăn hỏi, phần thứ hai nghi lễ về xin cưới, phần thứ ba và ngày đại lễ của ngày mùng 6 này là cho các cháu. Thì báo cáo với các phụ huynh các bà là chúng tôi sẽ sắm sửa gia đình đã sắm sửa đầy đủ tất cả nghi lễ để đưa đến gia đình và quan họ nhà trai, và hôm nay chứng kiến cho cái việc nghi lễ của gia đình nhà trai chúng tôi đưa đến đây là đã được đầy đủ theo sự thống nhất của hai gia đình. Thì báo cáo với các phụ huynh các bà là về thủ tục nguyên tắc về nghi lễ là chúng tôi sẽ gia đình ông bà Lợi đã sửa đầy đủ và gia đình quan họ nhà gái các phụ công các bà và quan họ nhà gái và nhà gia đình gái đã chấp nhận là những nghi lễ của chúng tôi là để chuẩn bị cho cái ngày tổ chức hạnh phúc trong năm cho các cháu ngày mùng 6 tháng 2 tới. Thế thì cũng là những cái việc dự là nói rồi thì chúng tôi không nói nữa và chúng tôi sẽ bổ sung một số việc để cho nó nghi lễ cho nó được trinh trọng. Và bốn họ và chúng ta đã chứng kiến thì xin báo cáo các cụ không có bà là mừng hạnh phúc trong năm cho các cháu và hai gia đình bốn họ là đều lo cái ngày mùng sáu làm thế nào để cho các cháu làm được cái tổ chức long trọng vui vẻ và thật là tốt đẹp. Thì xin cho báo cáo cụ không và tôi xin có một vài ý kiến thế thì xin phép các cụ là mừng cho các cháu và xin các cụ cho một tràng pháo tay để mừng hạnh phúc trong năm cho các cháu. Còn xin bổ sung là cái ngày giờ, cái ngày mùng 6 thì ngày mùng 6 thì là vị đại biểu chúng ta nói rồi. Còn giờ thì báo cáo của ông bà là đến ngày ý là cái ngày nhà trai
sẽ cử phái đoàn để đón cháu nhà chồng và nhà gái đưa cháu về nhà chồng. Chúng tôi xin báo cáo là thời gian ngày ý là vào khoảng 12 giờ đến 1 giờ là đoàn đại biểu nhà ga chúng tôi sẽ đến đây sẽ có mặt để đón cháu về nhà chồng. Cái này thì cũng xin báo cáo cũng không có cả là việc tổ chức xây dựng hạnh phúc 5 năm các cháu thì gia đình và hai bên đã thống nhất từ trước và hôm nay để ra mắt báo cáo các vị không có cả là bốn họ chứng kiến đều và giúp đỡ vun vén và hạnh phúc 5 năm của các cháu. Chuẩn bị cho ngày 6 hết sức là tốt đẹp, mỹ mãn. Thế là chúng cháu xin thay mặt ở nhà trai để cảm ơn tất cả các cụ, công, các bà bên họ nhà gái. Và họ nhà trai cũng đã được uống nước, uống thuốc, ăn trầu rất là đầy đủ rồi. Thế còn cái công việc tiếp theo của ngày hôm nay và ngày 6 thì chắc chắn là hai bên gia đình còn phải về để tiếp cái công việc nó thật chú đáo hơn nữa. Đây là cho phép cháu là thay mặt họ nhà trai xin cảm ơn tất cả các cụ công các bà vì sự đón tiếp rất là nồng hậu và chú đáo. Thì bây giờ thì cũng là xin phép các cụ để họ nhà trai được về lo tiếp công việc ạ. Xin cảm ơn các cụ ạ. Qua vừa rồi ý kiến đại nhận lai cho đến bây giờ thì công việc cũng là tất cả biểu lễ và đại lễ xong rồi thì qua vừa rồi chắc thay mặt đại diện cho nhà gái nên là xin kính chúc tất cả những các cụ con các bà nói chung toàn bộ hôm nay đại nhận là dai đoàn là dai hôm nay về cũng là vấn đề thời gian. Dòng con nước tha thiết câu hò mơ ước ngày đẹp đôi sao xuyến hàng tre lòng anh tình thắm xanh lưu luyến hương xoài lòng em tình thủy chung ta thương nhau dẫu sớm chiều mưa nắng thôn xóm hai mùa chan chứa một qua cưới ơi lý phu thê thơm lá trầu cái mi cao tươi một bình dối mới em là cô dâu chồng mang nồng duyên.
tình, duyên tình trong năm.
trọn đời loan sống hòa minh. Tân gia nhân tuyệt vời, chúc
tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi niềm tin bên nhau. Dẫu tát biển đông cũng cạn, hòa chung câu ca xây đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai.
đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời. Anh đón qua cầu mùa mưa.
dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo. Về đây người quê chỉ có tấm lòng, có tiếc ruộng ba lá yêu em.
tất cả các cụ vương các bà, nói chung là trong hai họ nhà trai người gái, đến bây giờ phút tức là hiện nay là cháu rể lên chào hoa, tức là cho cô dâu hiện nay đang chờ đợi xuống đây, thì cái này tôi sẽ đại nhà rể gái để mời trên các cụ công các bà trong hai họ sơn nước sơn dầu để chuẩn bị vào, tức là để giữa nhà trai nhà gái, tức là phát biểu, tức là đến ngày chuẩn bị đón dâu của cháu trong ngày hôm nay. Để xin mời các cụ sơn nước sơn dầu ạ. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị của bốn họ, của hai gia đình chúng ta. Cũng như các cụ biết, hôm nay là ngày lành, tháng tốt, được sự nhất trí của các cụ, các ông bên nhà, được sự đồng ý của hai gia đình và hai cháu. Hôm nay hai họ chúng ta tổ chức ngày hôn lễ, ngày vui nhất của cô dâu chú rể và ngày hạnh phúc của hai gia đình chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Sang là anh của ông Lợi, thay mặt cho họ nhà trai để đến đón cháu và phát biểu với các cụ công các bà trong hai họ. Và hôm nay chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu gồm có tất cả các cụ ông, cụ bà, các bác, các chú của cháu là sang để dự lễ và đón cháu về nhà chồng. Tôi xin trân trọng kính mời ông Sang thay mặt cho họ nhà trai xin phát biểu đôi lời với các cụ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quan viên cả bốn họ. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các bạn trẻ yêu quý. Những bậc làm cha mẹ như chúng ta đều rất mong muốn khi con cái đã trưởng thành, trai lớn giúp vợ, gái lớn gả chồng, đó là quy luật của cuộc sống. Nhưng vui nhất ngày hôm nay có lẽ là cô dâu chú rể, bởi vì từ khi quen nhau rồi qua quá trình tìm hiểu để yêu nhau và đi đến hôn nhân là cả một chặng đường dài. Đúng như nhà thơ Thế Lữ đã từng nói, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm chưa dễ đã ai quên. Tình yêu trai gái là một món quà cao quý nhất mà Thượng Đế ban tặng cho con người. Bởi vì khi chúng ta tìm được một người yêu đích thực thì cuộc sống của chúng ta đã có rất nhiều thay đổi, nhưng lại vô cùng khó khăn khi chúng ta tìm một người yêu như vậy. Bởi vì tìm một người yêu, xây một mối tình phải lọc từ buồng tim ống máu, rung động, yêu thương, giận hờn, nung đấu, lúc cuộn lên như sóng biển trào dâng, lúc im lìm như xương động long lanh, không dám động, sợ tan thành giọt nước. Nhưng tình yêu lại có một sức mạnh vô cùng to lớn, bởi vì đời có chua cay, anh sẽ biến chua cay thành ước vọng, cho đường đi dài rộng thanh thang. Đời có nhiều xót xa, nhiều lối dọc đường ngang, anh kiêu hãnh vững vàng bước tới, vì bên anh có bàn tay em vẫy gọi, bước chân anh không mệt mỏi bao giờ. Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi một con người đều mong muốn một điều như thế. Và thật là hạnh phúc khi mà các bạn nam nữ tìm đến nhau và đi đến hôn nhân là một cái điều vui mừng của cả hai họ. Chúng tôi được biết gia đình của cô dâu là một gia đình cách mạng. Ông bà đã nuôi các con khôn lớn, được học hành tử tế và đều là những người có ích cho xã hội. Còn chú rể, gia đình là một cựu quân nhân đã từng vào sinh ra tử. Thành quả của hai gia đình gom góp lại để cho có được cô dâu chú rể ngày hôm nay. Xin chân thành chúc đôi bạn trẻ thành một cặp uyên ương tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa trên các cụ, các ông bà là tất cả quan họ nhà trai và nhà gái. Tôi tức là đại diện cho nhà gái. Là trong cái sự buổi tổ chức, tức là hôn lễ ngày hôm nay, tức là của cháu Tuân và Ngọc,
được phép chính quyền của hai cơ sở và của địa phương, và tất cả cái này được phép tất cả nói chung của hai bố mẹ gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt tổ chức trăm năm hạnh phúc các cháu trong ngày hôm nay. Trong quá trình mà các cụ công các bà đã xếp sắp thời gian hôm nay đến mừng cho hai gia đình mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu Tuân và Ngọc. Tuân và Ngọc trong thời gian hai cháu đã yêu nhau và đến ngay hai cháu đã là được vấn đề là của hai đã dạy bảo các cháu, tức là đường ăn ý ở, vì là mỗi một nơi tập quán đều có khác nhau, giữa Thanh Trì và Từ Liêm đều khác nhau hết, là bởi vì vấn đề cái việc mỗi một nơi cái phong tục tập quán như vậy là cái phần đó, thế là tôi muốn ý kiến như vậy. Tình yêu như
phép các cụ, công các bà của họ nhà gái cho phép họ nhà trai chúng tôi được đón cháu dâu về nhà chồng. Và chúng tôi xin thay mặt cho họ nhà trai xin kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, các cháu bớt chút thời gian vàng ngọc để đưa cháu về nhà chồng dự buổi hôn lễ được thành công tốt đẹp và để biết quê hương và gia đình của cháu. Xin kính mời tất cả toàn thể các cụ. Và trước khi chia tay, chúng cháu cũng xin cảm ơn sự đón tiếp rất là nhiệt tình, chu đáo của toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thể gia đình họ nhà gái. Cháu xin cảm ơn. Đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao
trăm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chan chan, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu. Đoàn đại biểu đón dâu đã về đến nơi an toàn, tốt đẹp. Chúng tôi xin trước hết chân thành cảm ơn sự đón tiếp đồng nhiệt của họ nhà gái, và họ nhà gái đã bớt chút thời giờ đưa cháu về gia đình họ nhà trai. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quan viên cả bốn họ. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các bạn trẻ yêu quý. Những bậc làm cha mẹ như chúng ta đều rất mong muốn khi con cái đã trưởng thành, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là quy luật của cuộc sống. Nhưng vui nhất ngày hôm nay có lẽ là cô dâu chú rể. Bởi vì từ khi quen nhau, rồi qua quá trình tìm hiểu để yêu nhau và đi đến hôn nhân là cả một chặng đường dài. Đúng như nhà thơ Thế Lữ đã từng nói, cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên. Kính thưa chân quý vị, các ông, các bà, thì trong hai hôm, thì người trai và người gái, hôm nay đoàn đại biểu người gái chúng tôi hôm nay, thì đưa cháu gặp mặt vừa để tổ chức thuyết trăm năm hạnh phúc, thuyết lời của các cháu. Chúng tôi thì qua ý kiến của thay mặt cho họ nhà gái, thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những ý kiến dạy bảo của đối với con cháu, nhất là cháu dâu, thì xin chân thành cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của các cụ đã dạy bảo. Hỏi sao trên trời sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Đã trao nhau tình yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm, và tiếng cười sẽ tha ta từng ngày. Mai đây khi nắng lên, ta nắm tay bước trên đường dài, đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ.
bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta. Ngước lên hỏi sao trên trời, sao lâu lay sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tình yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Mai để khi nắng lên ta nắm tay bước trên đường dài, đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Là sẽ bên nhau trọn đời.